À, nếu mà cái loại mà loại trầm ấy mà thả vào chậu nước ấy mà nó chìm hẳn được đấy thì là tầm 100 tệ 1 gam. 100 tệ 1 gam. 100 tệ 1 gam. Thì sang xuyên ra đâu hả? Còn nó tức là nó rất là nhiều loại, còn cái loại loại hảo hạng là nó như vậy. Này ông chủ ông quay trực tiếp cho. Ừ. Cạo trực tiếp luôn. Anh quay cho em đi. Còn xuyên ra đâu hả? Kể ra bà cái su, cái xăng đi xuống đây. Bây giờ là mình cạo để mình xem là dầu nó thế nào nhé. Cạo sâu vào trong. Đấy nó cũng quay đấy. Cạo sâu. Có chấm chưa? Bắt đầu thấy rồi. Yếu lắm à? Đây bắt đầu thấy rồi. Yếu là à? Đấy bắt đầu tràn rồi. Bắt đầu thấy chấm rồi. Loại này chấm đen nhỉ? Ủa, nó bọc trầm sâu phết nhỉ. Loại này nếu như trầm chất lượng như thế này, chị hỏi là bây giờ bán được bao nhiêu tiền cái cây này? Cây này. Chắc có sư. Chắc có sư. Xem trai là tuổi chén à? Xem chắc có sư đó, mai đó nâng gấu mai 3000 đô y cơ. Chắc có à, chắc sư à, chắc chẳng cơ nó nâng cơ à? Chắc chẳng cơ. À. Nếu chẳng cơ chung dấu đó à. Ừ, chẳng cơ chắc có. Chắc có chắc có chắc có chắc có chắc có dầu chìm chưa? Trước à, trước trinh yếu này yếu mới yếu nó gà. Chìm nước ấy. À, trước trinh yếu yếu mới yếu nó phang chay xoáy nỉ sao hồi hồi nó gà treo chay tỉ xa. Trước à? À, trước cái hồi bởi chán điện. Trước cái hồi à? Trước cái đó hoa, thì xem xét xem, nếu mà không xuống lại đó hoa, nó sẽ nâng cao chín sủi đấy. Nó của cái này là dầu là vào cho thả vào nước này chìm đâu. Nếu như mà cạo hết ra bán theo giá trầm thì được bao nhiêu tiền? Là cái cây xăng, rất giá trị. Bây giờ em muốn mua cây này thì có được su sinh dầu 的话 是那种香的价格的有将近十倍的价格嗯因为它这种素心油的味道它会比打孔的味道好这个吗这个吗这种钉口你看这种钉口那么đây này cái này là tốt nhất này đấy它这种钉口位置掉的油啊嗯它这种钉口的油的话它味道它没有那种打钻孔的它孔里面它多少有点腐木啊、哦、有腐木它味道就没那么清啊、哦、这种它没有什么腐木素心油、嗯、味道会好很多啊、哦、那么呢比如你给就来là mình cạo ra cái này rồi thì là cái dầu thơm ấy à. Nó không thơm được bằng cái cành này à, cái cành này nó còn bao nghiêng à, nó còn bọc nghiêng khi mà mình lấy ra này cái là cái này là rất là thơm à, còn thơm ra rồi. thơm hơn cả cái lộ ra à, cái này mấy năm rồi chơi su yếu chỉ lén chơi cái su yếu 5 năm tôi sắp được 6 năm gần 6 năm rồi cái này anh có bán không thắt chẳng mãi chứ còn thì mai không mai sẽ không mai không bán cây này. Dòng này là đây là giống mới hay là giống cũ? Chắc là sư xin tờ hay sư nghị chén đây nè. Xin tờ. Mới. À giống mới. Giống mới, giống hiện mới. Tại anh có bao nhiêu cây như này? Hiện tại nỉ trên nỉ hiểu chỉ cơ. Ủa xin, cái su à? Ờ, cái su xin tờ. Cái su đó hoa, ở mục chén, cái này, tôi thấy có chỉ cơ. Nó ở đây nó chỉ còn vài cây mới này thôi. À, mỗi một tháng anh khai thác khoảng bao nhiêu cây? Mấy cơ dê thì khởi chua chỉ cơ. Sao? Ủa chua là mấy cơ dê thì khởi chua đây chỉ cơ chẳng. Khởi chua. Mấy cơ dê thì nâng chua nó có tua sảo cơ su. Ờ, mấy cơ dê nâng có khẳng đoạn cơ su. Đôi, 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 đôi. Mấy cơ dê đó hoa, xin ra đó hoa, 1000 đô cơ su nâng có xóa hoa đeo. Hơn 1000 cây. Hơn 1000 cây, tức là xưởng anh mỗi tháng chỉ được 1000 cây. Chứ đơn đơn một cái địa phương 的话就能够消化一万，是一千多棵树。那我đây là ví dụ. 一年的话，如果更多的话，能够消化到甚至去到了20000棵树一年。那么呢，ví dụ như đây là cái xưởng của nó chỉ nói là một xưởng này thôi, ít người như này thôi thì là nó tầm là hơn ngàn. Hơn 1000 cây, còn xưởng to thì nó phải khoảng độ 5-7 ngàn như xưởng hôm. Chị hỏi cho em là đây là cây này là kỳ nó màu đen. Nhưng mà có cây nào kỳ nó màu hồng và màu đỏ không? Trầm ạ, trầm màu đỏ ạ. Chứ cơ, chứ cơ sư nỉ men, chứ sư hê sư tầm à. Tại hiểu mấy hiểu nai trọng, nỉ men chứ sư húng sư, khô được sư... Nói chung là có một chủng giảng phá đó. Thì không phải là, thì có một chút là hồng, nhưng mà thì là nói chung là chúng ta không nhận thức. Chúng ta ở bên đây gọi là nước dầu. Nước dầu, 香还它结的香还没熟之前就是红色的，
它熟了之后就变成黑的，嗯，那种就是没熟的那种水油，知道吧？嗯，变奶的呢，那那怪呢啊，肉绿。Nó loại là dầu nước mà nó là cái cây nó đỏ đấy. Vâng. Thì khi mà nó còn non là nó đỏ. Vâng. Mà khi mà nó già rồi là nó cũng thành đen. À à. Nếu như mình thấy có nhiều người nói rằng hồng sắc cái chi nan à, cái giống à, cái giống thực sự là nước dầu. Nó đã được chín rồi thì nó sẽ như thế này, cái giống màu xanh. À. Tôi nhiều cây hương xương chúng tôi đi thu thu thì chúng tôi thực ra cái giống đối với chúng tôi thu thu người ta không phải là chấp nhận. 嗯、每个人说看的角度不一样，我们作为收树那种就觉得那种，它因为它含水量太多，我们收回来材料它放砍出来放久了之后，它就跑水跑得很严重，重量就不重了。哦，那么cái loại đấy, nó chảy nước. Chị hỏi cho em là cái trầm bây giờ cái loại hảo hạng tốt nhất thì là bao nhiêu tiền trên một gam trầm nha, chứ không phải là dầu trầm. Loại tốt nhất là xem mấy loại đấy, loại nào, tức là loại trầm đen đấy.他说他说那个这种黑色的那个、你做那个做整那个做完了那加工完了就是那个黑色的那香的那个、那卖给人家做的那个、大概多少钱是我们啊去年就是我们卖给人家做那种材料卖给人家多少钱 啊如果是黑的那种啊他看他能不能成水的如果能够盛水的那种的话，它的价格就会很高，啊，你像如果它也看到规格能够做0.6的珠子啊，0.8、1.0的珠子，嗯，也分规格的，它如果能够做到1.0、1.0能够盛水的那种，能够盛水，就是你说那个能够盛水，就是那个，放进水里面能够盛到底的那种的，哦，那种的话，现在人家收货价都能够超过100块钱一克。À, nếu mà cái loại mà loại trầm ấy mà thả vào chậu nước ấy mà nó chìm hẳn được đấy thì là tầm 100 tệ một gam 100 tệ một gam 100 tệ một gam. Như hiện tại thì còn là nó tức là nó rất là nhiều loại còn cái loại loại hảo hạng là nó như vậy 30 triệu một lạng. Nó có chứng thủy đó. Là nó vào khoảng 300 triệu một cân. Hơn 30 triệu chứ 36 rồi 36 triệu một lạng. 300 triệu một cân.36 triệu một cân là chìm. Cân kilo. Hỏi chị hỏi là ví dụ bây giờ nếu muốn trồng thì nên trồng loại nào tốt nhất? Nó sen chai ra xẻng nó cái xẻng chung chơi trồng đó, nó cái chung nó lá cơ khoản chơi hảo đó. Thực ra cái này mỗi cái người cái suy nghĩ nó khác nhau. Tôi thì tôi sẽ chọn cái này và cái hồng của Âu Sơn. À. Vì nó bảo là mỗi người. Tôi là thu thu sụt thu đủ sang. À.我是收到树，我能赚到钱的树，那是好品种。哦、我收回来的品种赚不到钱的，你说多好，哦、我都说那它不好、哦，因为我做那个品种没赚到钱。哦、cậu ấy bảo là cậu bảo là nếu mà theo cậu ấy thì là cậu ấy làm thì cậu phải trồng cái loại nào để nó được sản phẩm và đấy thì là tốt loại tốt nhất là cậu trồng chứ còn nếu mà cái loại mà là thường mà nó không được nhiều sản phẩm thì cậu không trồng.所以呢，chắc là cái đấy là tốt hơn。因为我们站在商人的角度来说，我是哪个赚钱哪个就好，哪个赚不到钱。嗯，你说的。这就nên là cậu bảo là vì là các cậu làm ra là cậu các cậu biết là loại nào nó là được gặt hái nhiều thì là người ta sẽ trồng cái loại đấy. Còn là cái loại nào mà nó kém thu hoạch là người ta cũng không trồng. Và cái giống này anh đang có nhiều không? Chưa trồng, chưa trồng từ thì hiện tại đã hiểu tu bao tuổi.苗还是树？这个树啊，这种的，这种有那么大的树的话，可以种过呢？不是小小的啊，小小那个有几千棵，那个没眼光，没眼光呀。价半有点不贵，大概多少钱一个？我们这种的话是卖20多一棵，20多一个啊，一个树啊，对，hơn 20 đồng một cây， 20, hơn 20 đồng một cây， hơn 20 đồng một cây， đây là mùi hương thơm nhất à? Hơn 20 đồng thì nó vào 80.000. Đúng rồi. Tức là cái loại này là mùi hương thơm nhất hay là cái loại gì? Cái này là loại mùi hương thơm nhất mà nó nhiều trầm nhất, nhiều dầu, tinh dầu. Tên của thằng này. Nó có vị đạo, nó có vị đạo, nó tinh khẩu chế cái hương, nó vị đạo, cùng cái hương của quốc hương có điểm tương tự. Thực ra cái hương bạch mục hương có vị đạo có điểm tương tự, rất là thơm.Nó bảo là cái này nó cạo cái này ra thì ngửi mùi nó rất là thơm hơn, nó tươi mới hơn, nó tươi mới mà nó thơm nó giống cái loại mà gỗ thơm.
anh nhìn thoạt nhìn cứ tưởng là cây si ấy nhưng mà không phải. Bên cạnh xưởng là trồng cây luôn. Bên cạnh xưởng là họ trồng cây luôn, cây nó ương mầm ấy. Trực tiếp xem những cái cây nó ra trầm giống mới người Trung Quốc người ta đây này, cái giống cũ ở đây gà thả vườn này ăn mới ngon này là kém, bây giờ người ta cũng chuyển đổi giống mới hết rồi và những cái giống mới cập nhật về Việt Nam là những cái giống hiệu quả hơn rất nhiều. Bây giờ là người ta cập nhật sang giống mới rồi nó làm nó được nhiều ấy hơn, được nhiều trầm. Ở đây cạo thử đây này, chui xiang đó, nó cây này là thơm nhất là cùng nào lại này. 剪枝口的吊树心油。嗯。 Loại này tên là gì? Chị hỏi xem loại này tên là gì? À. Nó đang nghe điện thoại. Đang nghe điện thoại. Vậy. Nó bảo nó ấy cái này ra là cái ấy nó dầu nó chảy ra đây này. Dầu đỏ luôn đây. Ôi này có quả này. Có chứ. Quả mà chị. Đây cành này chỉ bằng đúng ngón trỏ thôi. Tôi quên mất không. Cái này là bóc ra là nó tinh dầu nó chảy xuống này. Chắc bên dưới ta tá khủng nó chỉ xem bóc ra dầu ra luôn. Tá khủng chỉ xem à? Ở đây ui. Đây ở bên này là nó ấy đấy. Nó cái loại này là tên là gì? Chắc cơ sư treo sở mà nó gầm mùa. Chui xiang. Chui xiang. Ừ. Nó gọi là chui xiang là thơm nhất à? Chui xiang. Đây loại tiếng Việt ra là thơm nhất. Lá nhỏ. Thơm nhất loại hài hàng hạng nhất. Nhìn ngoài là phải kim sa kỳ không? Sư sư là chân sa yê, không phải. Loại này so với kim sa thì sẽ như thế nào? Chắc là sư cân là chân sa là ná cơ hảo, chắc là hảo hay sư chân kim sa? Chân sa thì nó sẽ tiêu sinh dầu, chân sa yê thì không. Ồ, cái loại này. Kinh khẩu không tiêu nó dài. Cái này là nó nếu mà mình trích nó thì là nó sẽ ra tinh dầu, nhưng mà cái loại kim sa thì nó không ra. Càng chiên. Càng chiên. Cái loại này để ép dầu tốt hơn đúng không? Loại này ép dầu thì tốt hơn. Đúng rồi, còn chiên sa, kim sa là để làm đồ thủ công rồi. Nghĩa là mùi hương thơm nhất. Đây này, cái này là cây là mùi hương thơm nhất. Đây chị bảo người ta lấy dao cạo cho em một tí được. Nà, nhìn nó cái nã nó cái tao chữ cải tha qua hay sao hả? Mấy hiểu nó cô này. Không muốn cạo. Nó bảo nó không đến, à nó không lấy, vừa giờ nó không đến đấy đây. Nó của chi chỉ ná khê mà. Trong những loại cây kỳ nam. Của chi chỉ ná khê mà. Ra trầm rất nhiều. Qua nào liền? Ta qua y tiến tiền khan trần nhang thôi. Tạo trầm tốt. Ông ơi về ông lấy dao rồi. Thế bảo về. Về đâu? Bảo về lấy dao à? Về lấy dao rồi. Thế mình bảo thế này, cậu ngại chạy về thì để tôi về tôi lấy được không? Nó còn tươi không ngửi thấy. Thế này phải khô mùi rõ đúng không? Chị hỏi cho em cái loại này nó có tên không? Đây loại này. Đây, chị hỏi loại này chứ. Loại này là gọi là gì ạ? Tên của dòng này là đây, cái này này. Chứ trồng treo sầm mơ su. Trồng là thang chế đó. Thang chế. À đằng kiệt, đường kiệt. Thang chế đường kiệt. Đường kiệt đúng không? Đúng không? Đường kiệt đúng không? Có chút đường kiệt này, loại này mình có.